Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Lindo. Ok, hello, chào các bạn. Tên tôi Domingo. Đấy, Domingo hôm nay là lên phía trên. Đấy, chào các bạn. Tại vì đã có Điệp làm caramel rồi. Thì Điệp là Điệp béo. Sau các bạn sẽ biết là ai. Thì chào mừng các bạn xem được con lên vlog của Sơn Châu Phi. Hôm nay là Chủ nhật. Đấy, thì anh em lên đây để xem bên nông nghiệp làm như thế nào rồi. Thì rất là lâu rồi mình chưa lên đây xem như thế nào. Bây giờ rảnh ấy thì lên xem thì rất là bất ngờ. Đó là rau củ quả rất là nhiều, Linh ơi. Rau củ quả nhiều lắm. Nhiều lắm. Bây giờ sẽ đi vào vườn rau để cho các bạn xem là tất cả anh Hùng và anh Đông cũng như Linh đồ đợt này cũng lên ở đây mới làm ấy. Cũng ở đây làm với anh Đông với anh Hùng. Thì bây giờ đi vào trong để xem như thế nào. Ủa, đường báo mới. Đây. À đây à? Đấy, trời trời, muốn tu bón ấy. Dạ. Ô, nhiều không nhờ? Nhiều lắm. Kinh, đẹp nhờ. Hả? Đó chứ rau sống à? Nè, rau sống. Ờ, đây là rau sống đấy. Ô, trông có rau sống nữa à? Dạ, nhiều lắm. Đây này. Đông kia có rồi, nhiều lắm. Ờ, tên này đất có vẻ hợp nhờ. Con ấy tên sao là làm gì nhanh được như thế này. Nhưng mà sao là gì cũng cao đi rồi nè. Thầy Tuấn quay video. Ok. Cao đi rồi nè. Hay hề. Kinh nhờ. Đoạn này tất cả các rau quả gì là lên hết rồi. Cái này là rau cải này. Cải của Việt Nam hết. Cái này là bắp su hào này. Hay là bơ cái gì ấy. Cái này là bắp cải. Cái này là bắp cải. Ủa bên kia ơi, ớt cay à? Trồng ớt cay à? Không phải. Đi lại xem một thứ như nào, trồng ớt cay hay gì nữa này. Trời, nhiều nhờ. Kinh nhờ. Đẹp. Một cây cuộc lạc này. Cà chua bên này này. Lạc này, còn rau trời rau khoai này, rau khoai đây bít để ăn được đấy, vô đây, kinh nhờ, rau khoai này, đây cái này là trồng nha, không phải là gắn vào đâu nha các bạn, cái này là trồng đấy, này. Không biết có củ chứ nhỉ, cái này có củ rồi, cái này lạc này mà không có cái có sâu ăn nhờ, lạc ở Việt Nam là sâu ăn rất là nhiều đấy. Không biết mấy anh chăm sóc kiểu gì mà tốt thật. Đấy. Lâu rồi bây giờ mới lên đây nên rất là bất ngờ. Kinh khủng. Lạc đó. Dạ, lạc. Dính của ba ấy. Dạ. Dính của ba. Rồi, lạc to rồi. Kinh khủng này. Rau khoai này. Để cái gì không? Rau khoai. Củ khoai ấy. Dạ. Rau đi, rau khoai này ăn có là ăn không? Có, ăn. Vẫn ăn à? Dạ. Vẫn ăn à? Dạ. Bên này là cái gì? Khoai tây à? Dạ. Kinh nhờ. Tại vì tất cả mấy anh trồng mình không biết là loại gì ra loại gì cả. Nhiều. Có cân bu bên kia đấy. Đúng rồi. Đó. Đâu kia đây. À. Thôi là ok đấy. Biết là mấy anh đã review chưa, nhưng mà mình lên đây là mình thấy rất là bất ngờ. Tại vì mình có rất là nhiều việc bên kênh Quang Linh Vlog nên là mình không hay lên đây nông nghiệp như thế này là rất là tốt rồi. Còn bây giờ nông nghiệp này là xong rồi nha các bạn, nó chỉ có đợi thu hoạch nữa thôi là xong thôi. Hiện tại lên như thế này là rất là ok rồi. Mình sợ là nó héo hay là nó gì nên là mới sợ là sẽ chăm sóc thêm. Như thế này là chăm sóc người dân bản địa ở đây tự chăm sóc cũng được. Đầu kia là chuồng. Chuồng gà, chuồng lợn của chăn nuôi. Kinh khủng nhờ. Chuồng gà, chuồng lợn. Rồi bây giờ anh Caramel sẽ đi với mình đi lại chuồng lợn để xem.
Đây là khu chăn nuôi. Đấy, bên kia là nông nghiệp, bên này là khu chăn nuôi. Chuồng gà, chuồng lợn. Hiện tại là chuồng gà trước nha các bạn. Chuồng gà. Gà này sẽ đi tìm giống và mua tặng cho người dân để người dân phát triển mạnh hơn. Tại vì người dân không có tiền và cũng như là nguồn giống để mua, thì anh em tôi sẽ bỏ tất cả từ A đến Z, rồi là hướng dẫn cho bà con, rồi là sau bà con người dân bản địa ở đây là sẽ từ thế mà phát triển thôi. Đây, chuồng có cửa luôn đây. Yeah. Đẹp hơn nhà Linh Đô ấy. Yeah. Đẹp hơn nhà Linh Đô. Trời. Ô, lán là nền luôn này. Đấy, mấy anh làm rất là chuyên nghiệp, rất là chu đáo. À, tôn này là tôn các bạn sẽ nhìn rất là nóng, nhưng mà thời tiết bên này rất là mát, mát lắm. Chứ nhờ chuồng gà, cái này có thể sau cũng thay được chuồng lợn mới gì luôn, cũng được, hợp lý. Nhưng mà gà hiện tại là chưa vây được hết lưới này. Yeah. Sau gà nhỏ thôi, gà nhỏ, sau gà mà to lên đấy là phải vây kín như thế này. Đúng. Để nó bay ra. Đúng. Mà khi mà nuôi gà ấy phải có người bảo vệ. Đấy. Đã có nhiều. Trộm hết. Đúng, ở dưới đấy có nhiều. Trộm gà hết. Đúng. Tại vì nuôi nhiều. Ừ. Nuôi 200 con gà mà. Ôi nhiều lắm. 200 con gà. Yeah. Đấy, cái này sau phải thuê riêng một anh bảo vệ đấy. Chứ nuôi 200 con gà mà để cho người ta lấy hết thì chết dở luôn. Tại vì cái này đơn giản mà, mở chuồng cái là lấy gà thôi. Nhưng mà phải có người bảo vệ 24/24. Ủa đây. Thế cả đen được không? Dạ. Ồ, mấy chuồng? 1, 2, 3, 4, 4 chuồng. Chuồng bên này hình như chuồng lợn này. Hai cái chuồng ở phía trên này là chuồng gà, tại vì có cái lưới, còn chuồng lợn thì không cần. Chuyên nghiệp nha. Cái này là gọi là đẳng cấp rồi đấy. Cái này sau láng như thế này là vệ sinh phân lợn với gì là nó dễ dàng hơn đấy. Đấy, mấy anh làm cũng rất là chuyên nghiệp. Thì hôm nay lên tham quan một tí bên nông nghiệp. Hôm nay chủ nhật nên là anh em không làm, chỉ có đi chơi thôi, đi chơi cho vui chứ không làm cái gì cả. Bên kia là rau củ quả thì rất là nhiều rồi đấy. Các bạn thấy như thế nào, có hoành tráng hay không? Thì chắc chắn là không biết là tất cả những cái người bên kênh Quang Linh Vlog thì đã xem kênh ẩm thực châu Phi ở bên nông nghiệp với là chăn nuôi này chưa. Thì các bạn mà chưa xem thì có thể vào bên kênh ẩm thực nha. Và chỉ có mình hôm nay mình review qua thôi. Còn các bạn mà muốn theo dõi hơn nữa thì có thể qua kênh ẩm thực. Tại vì bọn mình là có 5 kênh mà. 5 kênh. Đợt này có kênh Đông Bao Lù Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Và kênh Hùng Ca Ca Cuộc Sống ở Châu Phi. Cũng như kênh Linh Đồ Trôn Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy. Thì thôi, lên đây cũng chơi cho vui như thế thôi. Làm video hàng ngày cho các bạn xem thôi. Chứ cũng không được thời gian dài lắm. Tại vì các bạn thấy yêu cầu rất là nhiều. Nói là làm video tầm 40 phút. Đấy, nhưng mà mình thấy dài quá. Cái internet ấy, ở bên này nó không thể nào mà tải lên YouTube quá được 30 phút cái gì. Rất là lâu. Nên là mình cũng sẽ làm tóm tắt lại cho các bạn xem và theo dõi hàng ngày để hiểu thêm thôi. Ok các bạn, thì video hôm nay là cũng lên đây thôi. Chơi cho vui thôi, Linh Đô ơi. Yeah, yeah. Về thôi, về anh em cho anh em nghỉ ngơi. Để ngày mai thứ hai mà còn đi làm việc. Thì video này cũng xin dừng lại nha. Các bạn thấy video này hay và anh nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ngủ em nữa nha. Chào các bạn nha. Thôi, bây giờ về.